BTC um, ngày hôm nay, ngày Chủ nhật thì bắt đầu là có điều chỉnh từ cái mốc 21k về cái vùng là 20k7, 20k6. ETH cũng thế về 1 năm 20, 1 năm 30. Thì BNB cũng thế, bây giờ đang test lại cái vùng 300. Bây giờ chúng ta sẽ vào đồ thị của BTC nhé. Đồ thị của BTC thì sao? Thì trên cái khung thời gian ngày các bạn, À, đồ thị của BTC khung thời gian ngày thì các bạn sẽ thấy rằng là cái xu hướng uh, tăng ấy thì nó chưa bị đảo chiều ở trên khung thời gian ngày. Khung thời gian 12 giờ thì cái xu hướng tăng thực ra là vẫn chưa bị đảo chiều đâu các bạn. Chưa bị đảo chiều. Rồi trên khung 8 giờ xu hướng tăng cũng chưa bị đảo chiều. Đấy. Còn trên khung thời gian 4 giờ trên khung thời gian 4 giờ thì bắt đầu có tín hiệu chỉnh. Đấy, ở vùng 21k xong bắt đầu có tín hiệu chỉnh nhá. Đó, trên khung thời gian 2 giờ thì có tín hiệu đảo chiều rồi các bạn ạ. Trên khung thời gian 2 giờ thì các bạn có thể là vào cái lệnh uh, short scalp ở vùng 21k. 21k và bạn stop loss ở uh, độ khoảng tầm à uh, 1 2%. 2% là được. Và target của chúng ta đó là khoảng vùng 20 20k và vùng 19k2, đấy là mấy vùng bạn cái target. Trên khung thời gian 1 giờ thì đấy nó cũng có tín hiệu chỉnh và cái target gần nhất ấy đó là vùng 20k và vùng 19k2 các bạn. Về ETS thì sao? ETH trên khung thời gian 1 giờ thì cũng có tín hiệu chỉnh. Đấy, nếu bạn nào sọt thì có thể là sọt vùng 1560. Đấy, và cái target đầu tiên nó đã đạt được rồi. Đó là 1 năm, à, 1 năm khoảng 1, 1, năm 2 năm. Và một cái target tiếp theo, nếu mà ETH không giữ được cái mốc 1, 3, 20, 30 thì nó sẽ xuống là 1, 4, 80 và 1, 4, 4, 4. Đấy, là cập nhật với các bạn về... BTC, ETH. Nếu các bạn có câu hỏi về bất kỳ đồng coi nào thì các bạn hãy comment xuống dưới nhé.